Nếu bị phong sát, tài sản của Thái Tử Khôn, Viêm Á Lân đủ sống sung sướng đến cuối đời. Những ngày qua, giới giải trí Hoa ngữ liên tục dậy sóng trước các thông tin không hay liên quan đến Viêm Á Lân và Thái Tử Khôn. Nhiều người cho rằng cả hai có khả năng lớn sẽ biến mất khỏi giới giải trí, sự nghiệp chấm dứt triệt để. Tuy nhiên, có khán giả cho rằng nếu chẳng may bị phong sát thì với số tài sản đang có, Thái Tử Khôn và Viêm Á Lân có lẽ vẫn đủ sống sung sướng đến cuối đời. Thái Tử Khôn. Năm 2018, khi là quán quân show Thực tế Thần tượng thực tập sinh, anh chàng đã kiếm được 40 tỷ đồng cho một lần quảng cáo. Vào nghề 5 năm, Thái Tử Khôn giành được hơn 40 hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ, trong đó có nhiều sản phẩm quốc tế. Thật ra, quảng cáo chỉ là một phần nhỏ trong thu nhập của ca sĩ, âm nhạc mới là nguồn thu chính. Album Giang phát hành năm 2019 và Mê năm 2021 đạt tổng doanh thu hơn 528 tỷ đồng. Và đĩa đơn Way 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 phát hành năm 2018 của Thái Tử Khôn cũng có thành tích tốt ở Mỹ với hơn 10 triệu lượt tải. Chưa kể, anh còn mở nhiều tour concert, giá vé thấp nhất là 580 tệ và cao nhất là 2.580 tệ. Cả tour mang về 330 tỷ đồng không phải là chuyện gì khó. Bên cạnh việc phát hành album, Thái Tử Khôn còn tham gia nhiều show như Chạy Đi Nào Anh Em hay Thanh Xuân Có Bạn Hai. Theo nhiều thông tin tiết lộ, phí chọn gói để Mỹ Nam này tham gia một mùa là khoảng 20 triệu nhân dân tệ và chỉ hai chương trình đã có thể kiếm được 132 đến 165 tỷ đồng rồi. Chưa hết, Thái Tử Khôn còn giỏi đầu tư bất động sản, mua nhiều tòa nhà ở Thâm Quyến, Bắc Kinh và các thành phố lớn khác. Có thể thấy, tài sản Thái Tử Khôn đang sở hữu lên tới gần 1 tỷ nhân dân tệ, khó trách có nhiều người muốn dấn thân vào giới giải trí, hưởng thụ cái gọi là hào quang rực rỡ như vậy. Viêm Á Lân. Sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả, nhu cầu về tài chính của Viêm Á Lân cũng có phần cao hơn người khác. Trước khi nhóm Phi Luân Hải tan rã, các thành viên được hỏi trong chương trình rằng thu nhập bao nhiêu mới hài lòng. Trong khi đáp án của Thần Diệc Nho là 50 triệu đài tệ thì đáp án của Viêm Á Lân lại là 6,4 tỷ đài tệ. Năm 2013, thù lao đóng phim mà nam tài tử nhận về là 132 triệu đồng cho mỗi tập, nhưng nếu anh đến đại lục thì con số này sẽ cao gấp 6 lần, mỗi tập là 820 triệu đồng. Vào nghề đến nay, Viêm Á Lân đã tham gia hơn 30 tác phẩm truyền hình, mỗi bộ khoảng 30 tập và nếu chiếu theo mức báo giá năm 2013 thì tổng mức thu nhập của anh cũng phải hơn 118 tỷ đồng. Ngoài đóng phim, sao nam còn làm người dẫn chương trình bán thời gian, anh đã từng dẫn chương trình cho nhiều sự kiện quy mô lớn như Kim Trung với mức thù lao không hề thấp. Tuy nhiên, thứ giúp anh kiếm được nhiều tiền nhất chính là đầu tư vào kinh doanh. Năm 23 tuổi, Viêm Á Lân đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ kinh doanh cổ phiếu. Anh đã mua cho gia đình một căn nhà sang trọng ở trung tâm Đài Bắc với giá 30 triệu đài tệ. Ngoài bất động sản ở trung tâm thành phố và khu nhà giàu, anh còn có một dinh thự trị giá 79 triệu đài tệ. Hai năm trước, thời điểm thị trường chứng khoán có dấu hiệu chững lại, Viêm Á Lân đã nhắm đúng thời cơ, mua vào giá thấp nhất và bán ra giá cao nhất, kiếm được bộ tiền, được mọi người mệnh danh là thần cổ phiếu. Đồng thời, anh cũng đầu tư kinh doanh vào trà sữa, mì khô và nhận về những phản hồi tốt của thị trường. Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, nếu chỉ bị phong sát đơn thuần thì Thái Tử Khôn và Viêm Á Lân vẫn có thể hưởng thụ giàu sang phú quý. Tuy nhiên nếu bị các nhãn hàng đòi bồi thường hay dính dáng đến pháp luật thì có lẽ cái kết của họ không đẹp đâu.